Miệng mới sắm cho cô Vi rồi. 1, 2, 3. Ba đôi giày nè. Bây giờ mẹ mang cho Vi nhé. Mẹ mua này để cho Vi đi ngoài đường cho nó đỡ bị nóng chân á. Mang đôi nào Vi thích, đôi nào Vi lấy đi. À đôi đây à. Nét ngồi đấy, ngồi xuống đây mẹ mang cho. Đôi đây.